Chúng ta học qua cái kinh mới, đó là kinh Phụng Thuyết. Trước khi nói qua kinh Phụng Thuyết thì tôi muốn nhắc lại một chút xíu, 2 phút về cái loạt kinh cũ, cái kinh mà trường tồn chánh pháp á. Nguyên nhân mà làm chánh pháp trường tồn, nguyên nhân giúp chánh pháp trường tồn, nguyên nhân khiến chánh pháp bị suy vong, mai một ở đời. Chánh pháp đây tức là Phật pháp ấy. Thì tôi chỉ xin có 2 phút thôi, thì tôi nói chuyện cầu mai thôi. Đó là vào internet thấy Việt Nam các hệ phái Phật giáo, các chùa nhiều quá, đúc chuông đúc tượng nhiều quá. Rồi chúng tôi chạnh lòng nghĩ đến một chuyện, đó là nếu mà tiếp tục mà chùa miễu chuông tượng giờ tăng lên 100 lần, chứ không phải là bây giờ là mới có một, giờ mình tăng lên 100 lần, thì Phật pháp sẽ đi về đâu? Trong khi cái chuyện trước mắt theo chúng tôi được biết đó là Nam Tông, Bắc Tông, Khất Sĩ tại Việt Nam hiện có không dưới 10 vị, đúng là tới mấy chục mà tôi chỉ lấy có 10 thôi, không dưới 10 vị đủ cái tiếng Pali, tiếng Miến Điện để mà cùng nhau thực hiện cái việc gọi là phiên dịch, phiên dịch cái bộ gọi là tự điển Pali Tâm Tạng của Miến Điện, 24 cuốn. Thì mình cứ chia ra 10 vị đó, thì một vị chịu trách nhiệm 2 cuốn. Dịch rộng rã trong, tôi cho là một cuốn như vậy, dịch vừa dịch vừa sửa đó, thì một cuốn như vậy đó, thì 2 cuốn tôi nghĩ khoảng 3 năm. Thôi bây giờ tôi cho 5 năm đi, 5 năm, mất 5 năm. Tức là một vị như vậy dịch 2 cuốn, thì 10 vị thì dư sức giải quyết 24 cuốn, dư sức trong vòng 5 năm, trong vòng 5 năm. Và đương nhiên nói cái gì cũng phải có cái thực tế chút. Tôi biết tôi nói là thế nào bị chúng ném đá, nhưng mà vì đạo bị ném đá cũng đáng. Thì tôi xin các vị thí chủ đại gia đó, hoặc là không phải đại gia mà miễn là cá nhân hoặc là một cái tập thể, thay vì bỏ tiền ra làm tùm lum chuyện không, thì thôi thì bây giờ các vị liên lạc giùm những tăng ni trong nước, hoặc là nếu đang có liên lạc được với các vị ở Miến Điện thì tốt, trực tiếp thì tốt, còn không thì thông qua các vị trong nước. Mình quy tập khoảng 10 vị và mình gọi là nói thẳng luôn, là nói từ từ ngoài đời đó, cái từ nó hơi thô đó là trả lương, còn cái từ nó hơi sang một tí đó là mình gọi là hỗ trợ vật chất cho các vị. Một tháng như vậy ít nhất là 500 đồng, 500 đô la đó, 500. Mình phải nói làm việc rõ ràng với nhau thôi, chứ không thể nào giờ này mà còn chỉ trích là tăng ni giữ tiền cứ ngồi nói dóc. Không, đối tôi đó là bả xạo, đối tôi đó là nói dóc nha, nói dóc. Thì bị người ta cũng phải có cái nhu cầu sinh hoạt người ta chứ. Bây giờ chịu khó mình mời người ta dịch, thì mỗi tháng mình cúng cho người ta 500 đồng. Mỗi tháng mình cúng người ta 500 đồng, mà 10 vị như vậy thì tin chắc rằng là ở Việt Nam hoàn toàn có dư khả năng. Một tháng mình cúng cho mỗi vị 500 đồng, còn các vị hứng các vị cho 1000 thì tùy hỷ, nhưng mà tối thiểu là phải 500. Thì là mình thỉnh các vị đó dịch rồng rã cho mình là trong vòng 3 năm, mỗi vị lãnh giùm 2 cuốn, mỗi vị lãnh giùm 2 cuốn, thì chỉ có mất 5 năm thôi thì Phật giáo Việt Nam sẽ có một cái bộ tự điển Pali Tam Tạng, chỉ có mất có 5 năm thôi. Thay vì bây giờ mình ngồi yên thì thời gian nó cũng qua, rồi đem cứ cất chùa đúc chuông đúc tượng, bây giờ cứ tập trung cái đó, một tháng mỗi vị thì mình cũng 500 đồng nữa, mà 10 vị như vậy, mà suốt 5 năm trời như vậy, thì tôi tin chắc chắn 1000% là Phật giáo Việt Nam sẽ có một bộ từ điển Pali
từ điển Pali Tam Tạng nha, 24 cuốn. Và đương nhiên thì mình cho này lợi, mình phải cho này danh luôn, tức là quý vị nào dịch cái cuốn số mấy đó là cái cuốn nó chỉ in ra tiếng Việt ấy, thì để tên vị đó. À, chứ không có để ban, để ban nhiều khi người ta cũng đảng lắm, ví dụ để làm ban phiên dịch hay là ban này ban kia mệt lắm, để thẳng tên người ta. 24 cuốn thì cuốn 1 với cuốn 2 là của dịch giả APCF gì đó, rồi cuốn 3, cuốn 4, cuốn 5 là dịch giả APCF gì đó. À, cứ để tên người ta, để người ta chịu trách nhiệm, chứ không có để, không có để ban, không có để nhóm nào hết, không, để tên cái người dịch. Và sĩ dĩ mà tôi ra cái thời gian từ 3 năm cho tới 5 năm là bởi vì từ dịch xong người ta còn phải chỉnh sửa, rồi đối chiếu tham khảo, rồi tìm hiểu đầu này đầu kia, rồi trao đổi, rồi cắt xén thêm bớt tùm lum đó nữa, không, thì bản dịch càng trung thành thì càng tốt, thì 5 năm chúng ta có. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là song song với cái công trình đó, đó là chúng ta tiếp nối cái công trình của thượng tọa Chánh Thân. Vì này tôi có tới ba cái tên, nhưng tôi không biết cái tên nào là tên official, tôi không biết. Chánh Thân hoặc là Nguyệt Thiên hay là Indachando, ba tên thì tôi không có để ý là in sách bị nó lấy cái tên nào. Thì mình tiếp nối cái công trình của vị thượng tọa này, tức là mình in lại, tức là vị này đã in cái nào in rồi thì mình không có đụng tới nữa, bây giờ in tiếp. Làm sao mà có được bộ từ điển Pali Việt song ngữ mà cũng cùng một cái bìa bọng y chang như vậy đó, không? Kích thước y chang như vậy đó. Thì bây giờ mình đã có tặng luật rồi, mình đã có tặng A Di Đàm rồi, và tặng kinh những ngày Minh Châu thì chưa. Bây giờ là mình coi cái bên tặng kinh cái phần nào mà ngày Chánh Thân ngày in rồi thì thôi, mình không có ráng tới. Tặng luật cái phần nào in rồi mình không có ráng tới, mình chỉ là in lại những cái phần nào này chưa in thôi. Ví dụ như tặng A Di Đà mà chưa, tặng kinh ngày Minh Châu cái phần ngày Nguyệt Thiên ngày chưa có in, mà in lại, in có Pali để đối chiếu, không, Pali Việt song ngữ. Như vậy thì trong 5 năm, sau 5 năm qua chúng ta sẽ có một bộ Tam Tạng Pali Việt, không, và đồng thời Pali Việt song ngữ đó, và chúng ta có được một cái bộ từ điển Pali Tam Tạng. Tôi đoán chắc với bà con rằng là bà con có cái bộ này thì nếu mà người có lòng mà học được thì đối với họ là họ tra cái gì cũng có. Và bản thân tôi thì tôi có bộ đó, tôi có bộ đó. Trong các vị Nam Tông tôi nghĩ rằng dốt thì là tôi có tên tôi đó, nhưng mà nếu mà sách quý là cũng có tên tôi. Tôi đang có một cái bộ gọi là Nam Truyền Đại Tạng 71 cuốn của Nhật, tôi có bộ đó. Tôi có cả cái bộ giáo trình mấy chục cuốn Abhidhamma của ngài Chuttika. Tôi có, đặc biệt tôi có cả cái bộ từ điển Pali Tam Tạng của Miến 24 cuốn. Tôi có bộ đó nữa. Thì nhìn cái bộ đó mình tiếc, mình nghĩ trời biết bao giờ Phật giáo Việt Nam có được bộ này. Thì bây giờ mình học một loạt kinh, mình học một loạt kinh nói về sự tồn vong của chánh pháp. Thì cái chuyện trước mắt thì tôi rất mong các nhóm, các tập thể hay là những cá nhân trong nước thôi thì đang có lòng xây chùa, đúc chiều tượng, đúc chuông thì thôi bây giờ các vị chuyển vào, các vị làm giùm cái này đi nha, làm giùm cái bộ này đi, không, làm giùm hai công trình này, tức là bây giờ liên lạc liền, bây giờ liên lạc trong nước hoặc là thẳng luôn các vị đang tu học ở Miến Điện mà tôi biết là Nam Tông, Bắc Tông và Cất Sĩ, thì ba cái hệ phái này có không dưới 10 vị tăng ni mà có trình độ Pali và tiếng Miến Điện. Tiếng Việt thì khỏi nói rồi, cái dân đi học đó chắc chắn là dân nào cũng phải là dân đại học rồi. Đấy. Thì làm sao mà mỗi vị chịu trách nhiệm dùm hai cuốn, và mỗi tháng mình nói chuyện rõ ràng với nhau, đừng có ngồi đó mà nói dốc, không? Đừng, ngay cái lúc này không phải là lúc mà nói dốc, nói thiệt. Là cứ tháng cúng cho mỗi vị 500 đồng để gọi là sinh hoạt phí, không? Sinh hoạt phí. Rồi còn người ta mà có trong sạch, người ta không có xài đó, thì người ta từ chối cái chuyện của người ta, không? Cái chuyện mà người ta không nhận là chuyện của người ta. Nhưng mà cái cúng đây là cái bài tỏ cái tấm lòng của mình, là mình quan tâm đến cái sinh hoạt của người ta, của cái người dịch ấy. Chứ nhiều khi tội lắm, ở trong chăn mấy biết chăn có rặn, nhưng mà trong kẹt mấy biết cái chuyện người trong cột. Tức là Phật tử mình nói trên trời với biển, mình đi cúng toàn là cái chỗ nào đó mà không có trực tiếp tác động liên hệ đến liên các cái vị tăng ni họ đang tu học, họ thiếu đói mà mình biết, mà cái đói là cứ đi đúc chuông hoài, xây tượng làm tháp hoài, rồi cuối cùng cũng nó hư nó mục, mà đôi khi cái
tài liệu quý hiếm thì không có, tăng tài thì không có, là sao? Mà nói nãy giờ tôi tránh, tôi không có nói một cái từ cuồng tính á, cái từ cuồng tính thì cứ có cái cắm đầu làm chuyện đó hoài. Thì tôi biết tôi nói cái chuyện này thế nào tôi bị ném đá, nhưng mà đó là tử vì đạo, các bạn biết không? Tử vì đạo là trường hợp đó gọi là tử vì đạo nha. Chứ còn mà không dám nói, cứ giấu như mèo giấu phân đó, thì cái đó phải tử vì đạo. Tử vì đạo tức là dám chết phải, mình nói cho người ta ném đá, tức là đối với tôi đó là cuồng tính, không? Rồi. Bây giờ sáng nay mình học tiếp cái kinh khác, đó là kinh Vụng Thuyết. Thì tôi nhắc lại Kalama Nhật Tụng mà toàn tập thì chỉ có 5 cuốn thôi, 5 cuốn à, mà trong lớp một nửa là Pali, cho nên nó chỉ còn lấy 2 cuốn rưỡi thôi. Đây có 2 cuốn rưỡi. Mà nếu mà chúng ta làm việc với nhau mà suốt một thời gian dài mà để giải quyết được 2 cuốn rưỡi này đó, thì ít ra bà con cũng có một cái vốn lặng lưng để biết cái kinh tạng nói cái gì. Đây à, dĩ nhiên nó mình chưa đủ để gọi là quyên thâm, chưa gọi đủ để gọi là người có thẩm quyền về kinh điển đâu, chưa đâu. Nhưng mà ít ra nó là mình không có nên nổi dốt, và ít ra mà này mình nhìn Tủ Đại Tạng mình biết trong đó nói cái gì, mà chỉ cần nó hai cuốn rưỡi này thôi nha. Thì sáng nay chúng ta học cái kinh tiếp theo, đó là cái kinh Vụng Thuyết. Vụng Thuyết ở tiếng Pali gọi là Dukkatha, tức là nói dở. Vụng Thuyết này gọi là nói dở, nói dở, nó không có hay. Mà tại sao nó không hay là bởi vì nó không có đúng chỗ, nó không có đúng người, nó không có đúng lúc à, thì gọi là nói dở. Thì ở đây Đức Phật ngài đưa ra 4 cái trường hợp mà mình phải hiểu ngầm, là 4 trường hợp này là 4 trường hợp gọi là tượng trưng thôi, tượng trưng thôi. Tức là ngài dạy rằng là tính, thí, giới, văn. Đây là 4 cái pháp tu căn bản, 4 cái pháp tu căn bản. Mình nghe có chữ thí là mình nghe mình làm như mình tưởng tượng, làm như chắc thuộc về cư sĩ rồi, thấy không? Là mau. Rồi mình nghe cái chữ Vụng Thuyết thì mình nghe cái chữ thuyết đó là mình nghĩ là chắc tăng ni không có tóc rồi, cái đó là kẹt lắm nha. Mình nghe có chữ thuyết cái mình nghĩ mình cư sĩ sao thuyết đấy. Rồi mình nghe có cái tính, thí, giới, văn, mình nghe có chữ thí đó mình nghĩ chắc là cư sĩ rồi. Không, thuyết đây nghĩa là nói. Mà nói ra đây là tăng ni cư sĩ, nói tốt hết. Chứ không, cái chuyện mà thuyết giảng Phật pháp không có riêng gì tăng ni, nó không phải là cái đặc quyền của tăng ni, nhớ nha, nhớ cái đó quan trọng. Còn cái thí ở đây đó là cả tăng ni và cư sĩ luôn. Tăng ni giàu có thanh tịnh giới luật, không giữ tiền, không giữ tài sản, không giữ y dư, không giữ thực phẩm gì đi nữa, nhưng mà vẫn có thể bố thí được trong cái khả năng của mình, nhớ nha. Chứ đừng còn chứ còn mà cứ nghĩ tăng ni suốt ngày cứ là bên trong giới định, bên ngoài bác y, tôi lấy khỉ gì tôi bố thí thì chỉ là kẹt lắm, không kẹt lắm. Không có, mình tùy sức, mình có chai dầu gù là, mình có 2 chai mình chia cho tăng chai cũng là bố thí. Mình có hộp thuốc cảm mà anh em bạn đạo từng bị cảm mình cũng chia được mấy viên. Thuốc tiêu chảy chống mặt gì đó mình có cũng chia được, chứ không phải là mình trong sạch quá rồi mình không có khỉ gì mình cho hết, cái đó là kẹt lắm nha. Rồi Vụng Thuyết là sao? Đối với cái người mà mình nghe cái mùi nó tanh tanh, cái mùi bất tín, cái mùi vô thần. Đấy, cái mùi bất tín, cái mùi vô thần. Cái người mà họ chưa có sẵn sàng để mà gọi là trọn tin nơi Tam Bảo, không? Mà mình nói quá nhiều, quá sâu, quá nhiều, quá sâu, quá là rộng về cái gọi là niềm tin thì coi chừng là sai chỗ. Ở đây cái bài kinh này nhiều người bà con như thế thấy chữ thuyết là tưởng tăng ni, cho nên mình cư sĩ mình cũng cần quan tâm. Tôi xin nói thiệt, bài kinh này là vô cùng quan trọng, bởi vì cái trách nhiệm hoằng pháp không chỉ riêng tăng ni mà là tất cả những người con Phật đều có trách nhiệm hoằng pháp. Là vì sao? Là vì bản thân mình nó cũng phải nhờ ai đó hoằng pháp mình mới biết Phật pháp, đúng không? Thì ngược lại mình cũng phải vậy, mình cũng phải có cái tấm lòng chia sẻ giáo lý cho cái người cần. Đấy, dầu như mình là một vợ 8 con đi nữa, nhưng mà mình vẫn có thể thuyết pháp cho cái người nào họ thắc mắc, mình giúp được họ. Nhưng mà nhớ cái nguyên tắc mà Đức Phật dạy trong kinh này, tức là không phải lúc nào mình muốn nói cái gì mình nói. Đấy, bản thân chúng tôi
Trong lúc đi thuyết giảng dạy học đó, chúng tôi có nhiều và rất nhiều lúc tôi tránh cái trường hợp mà đá động đến ba cái vụ mà nó hơi siêu nhiên ấy, không? Ví dụ như là chư thiên, rồi ba cái vụ thần thông, rồi ba cái vụ mà cúng dường mà quả báo hiện tiền, mới có nhiều trường hợp tôi ngại tôi mới nói. Là bởi vì sao? Là vì tôi nhìn trước mặt tôi đó, tôi thấy cái mặt này nó chưa có sẵn sàng để nghe cái đó. Họ tìm đến với đạo là họ tìm đến cái sự thanh thản, tìm đến cái nhận thức, tìm đến sự hiểu biết, mà chưa gì hết mà mình khè mấy cái đó ra, nó thấy cái đạo mình nó có cái mùi nhan khói, cái mùi tôn giáo, cái mùi mê tín này là không có được. Tránh. Và đặc biệt đó là nó có những khi trong nhà đó là vợ chồng con cái 6-7 người, mà trong đó rồi có ông chồng với thằng con trai là nó là phật tử thôi, còn cái đám còn lại là lớp lớp, hoặc là trong nhà với bà má với bà vợ đó là phật tử thôi, còn đám còn lại là lớp lớp. Mà trong trường hợp họ mời mình về đó và cả nhà nó bu lại nó nghe đó, thì mình liếc mắt mình thấy liền thấy mặt chồng, mặt bà vợ này thì chưa không nên, chưa đến lúc để mà mình nói cái chuyện mà nó hơi chuyên sâu về ba cái vụ mà siêu hình siêu nhiên, không? Mà tôi tránh nói ba cái chuyện mà thần thông phép lạ chư thiên, tôi thấy chưa tới lúc tôi tránh mà họ không hiểu. Rồi có nhiều người họ tại sao nó họ còn ra họ trách tôi, nói tại sao nói chuyện không chịu, hồi nãy còn nghe chị nói tới đó còn tưởng là chị kể cái chuyện cho tôi, nói không, tôi muốn cho họ thấy đạo Phật không phải chỉ có phù phép ba cái chuyện mà thần thông rồi ba cái vụ mà chư thiên cõi này cõi kia, tôi không muốn, mà ngay bây giờ cho họ thấy đạo Phật là một cái đạo tỉnh táo, cái đạo tỉnh táo, cái đạo thông tuệ, cái đạo bình tĩnh, không, chứ không phải là cái đạo cuồng si mê tín mù quáng không trước mắt. Rồi mai này khi mà họ đã là phật tử được bao nhiêu phần trăm á, lúc đó mình mới tính tiếp, chứ chưa dở mà mình khè cái đó ra cũng dở. Mà tôi biết chắc trên đời này không phải riêng Phật pháp mà chuyện gì cũng vậy hết, mỗi một cái đề tài nó cần đến một cái thời điểm thích hợp, một thời điểm lý tưởng để mới có cái tác dụng, chứ còn mà mình nói sai lúc không có được, không? Cho nên chính ở trong kinh Đức Phật ngày dạy Đức Như Lai không phải lúc nào ngài muốn nói cái gì ngài nói, bởi vì có 4 trường hợp. Sau đây, trường hợp một là cái chuyện đó nó không có đúng với chân lý, vô ích, người nghe không có hoan hỷ, Như Lai đương nhiên không nói. Cái chuyện đó đúng với sự thật, vô ích mà người nghe họ thích, Như Lai cũng không nói. Cái chuyện đó đúng sự thật, có lợi ích, người nghe lại thích nghe, Như Lai đương nhiên nói. Và trường thứ tư, chuyện đó đúng sự thật, có lợi ích mà người nghe thì không thích, thì Như Lai sẽ tùy thời mà nói, lựa lúc mà nói. Đấy, đến Đức Như Lai mà còn như vậy thì nói gì chúng ta nha. Âm thanh của Ngài, ánh mắt của Ngài, cái đạo phong, cái cốt cách, cái thần thái của Ngài, cái từ trường đại bi của Ngài đến mức như trời biển như vậy đó. Vậy mà Ngài còn phải lựa lúc mà nói gì là chúng ta. Cái gì cũng thua Ngài, cái gì cũng thua Ngài hết. Cho nên cái chuyện hoằng pháp nó lớn chuyện là thấy nó vậy đó, nhưng mà đừng có nghĩ mình là cư sĩ rồi mình không cần đến cái kỹ thuật phát biểu. Không, đã nói hoằng pháp là phải có nói năng, mà nói năng nó cần kỹ thuật, kỹ thuật phát biểu. Dầu anh là tăng ni hay là cư sĩ thì phải chấp nhận những nguyên tắc đó. Này, và sẵn ở đây tôi mở ngoặc tôi nói luôn một chuyện nữa, đó là cái chuyện hộ niệm. Đây, hộ niệm nó cũng là một cái trường hợp thuyết giảng nha, chứ còn mình đừng có kể hộ niệm là tụng kinh là sai bét nha. Ở trong, tôi nhắc lại, trong kinh điển nguyên thủy không hề có cái vụ hộ niệm mà theo cái nghĩa là cầu thỉnh van xin. Mà hộ niệm trong kinh điển Phật giáo có nghĩa là thuyết pháp cho cái người mà cận tử, cái người mà đang lâm bệnh, thuyết pháp cho người cận tử, người lâm bệnh, chứ không có phải là cầu khẩn một cái quyền lực, một cái thế lực, một cái tha lực nào đó. No, phải làm Phật giáo Phong Thủy, bởi vì đã nói Phật giáo Phong Thủy thì phải tính cái nghiệp chứ, không? Đệ nhất thần thông bên Tăng á, là bị ngày là ngày một quyền liên bị cướp giết. Đệ nhất thần thông bên Ni á, là Palavana là bị hiếp, bị cưỡng bức tình dục đó, mà hai vị đệ nhất. Rồi cả một cái dòng họ Thích Ca là bị gọi là tàn sát, mà máu chảy thành sông. Thì tôi hỏi các vị gì chứ, cầu là cầu cái gì? Cả một cái dòng họ Thích Ca mà lúc đó Đức Thế Tôn còn đang tại tiền, đang trụ thế, chứ đâu phải là ngày bắt mặt
Cả một cái dòng họ Thích Ca mà trong đó là đa phần là thánh nhân, đa phần là thánh nhân nha, đa phần là thánh nhân, có nghĩa là chỉ riêng cái đức độ phước báo của họ là đã tự giúp được cho họ rồi. Nếu mà nói trên mặt lý thuyết xuông, không, mà đằng này còn có ngày Bục Kiền Liên rồi bao nhiêu ngày Anuruddha rồi còn bao nhiêu vị đệ nhất này thành thông không, không, rồi Đức Thế Tôn còn đó, và Đức Thế Tôn biết rất rõ là dòng họ của ngài đang bị tàn sát, nhưng mà có đâu có giúp được, nghiệp mà, nghiệp nha. Mà tôi nhắc lại, độc đáo ở chỗ là đệ nhất thành tông bên tăng, đệ nhất thành tông bên ni mà đều là la hán hết nha. Mà lúc Phật còn đại thế nha, mà còn không thoát được thì hỏi chứ bây giờ mình là tụng là tụng cái gì, không, tụng là tụng cái gì. Cho nên cẩn thận, cho nên bây giờ cái quan trọng nhất là cái hộ niệm này, có nghĩa là thuyết pháp gọi là trợ niệm, gợi ý, giúp sức, hà hơi cho cái người cận tử hoặc người đang lâm bệnh. Đấy. Mà mình lúc đó mình phải nhớ lại cái bài kinh này. Cái người này bình thở bình sinh đó, họ là người như thế nào? Thì lúc đó mình lựa lời mà nói, lựa cái đề tài mà nói cái gì và nói kiểu nào, what và how. What và how, nhớ hai cái chữ này trong đạo Phật quan trọng lắm. Cái gì và thế nào? Tứ niệm xứ cũng vậy, tứ niệm xứ là chánh niệm và trí tuệ để mà mình chánh niệm là biết how, biết mình đang hoạt động ra sao, quát là biết cái gì nó đang xảy ra. Và trong cái chuyện thuyết giảng cũng vậy, cũng là quát và how, biết rõ mình cần nói cái gì và nói như thế nào. Trước hết mình phải lựa đề tài trước, mình phải coi đối tượng nó là ai, đối tượng là ai, người đó là ai. Rồi tiếp theo là mình quát, mình cần nói cái gì, và cái thứ ba là how, nói như thế nào nha. Thì cái người trong đây nói rất rõ, và trong kinh mình nói rất rõ, cái người mà họ đang, cái người mà bị gọi là thiếu niềm tin, chưa kịp có niềm tin mà mình nói không khéo đó thì phản tác dụng, gây phản cảm, nhớ nha. Đó là nói về tín. Còn thứ hai là giới. Cái người mà họ không có mặn mà với giới, hoặc là họ đang mù tin về giới hạnh, giới đức, họ đang mù tin, không, họ đang mù tin, hoặc là họ có biết nhưng mà họ không có thiết tha cái chuyện đó, mà mình gặp ở mình đè ra mình nói nhiều chuyện đó làm họ nhột, họ bị sốc, có đâu có. Văn cũng vậy, họ là người cũng nói nâng nâng nói rõ là dốt đi, hoặc là một là họ dốt, họ chưa có dịp học, hoặc là họ không có thích học, một là chưa học hoặc là không thích học. Họ là người không có mặn mà lắm cái chuyện kiến thức giáo lý, mà mình gặp họ mình cứ bô bô oan mình kêu gọi, mình thuyết giảng, mình khích lệ, gợi ý thì coi chừng. Mặc dù theo cái lý luận gọi là lý luận ba xu thì mình nghĩ là người ta thiếu cái gì mình bổ sung cái đó, không, giống như cơ thể mình thiếu chất gì mình uống chất đó, đó là lý luận xu. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vậy, không phải, bởi vì vô tình mình chạm vô cái chỗ nhược của người ta. Chứ anh chưa thuyết phục được tôi mà anh làm cho tôi nhột rồi, anh nhớ nha, anh chưa có thuyết phục được tôi, giữa chúng ta chưa có một tiếng nói chung, thế mà anh đã chọt vào cái chỗ nhột của trẫm thì khó, chúng ta khó mà ngồi lại một bàn mà, nha, khó lắm. Đây. Tính thế giới văn trí cũng vậy, cái người họ chậm lục mà mình cứ tán thán trí tuệ người này, trí tuệ người này, thì khi làm cho họ bị mặc cảm và bị tự ti nha. Cho nên bốn cái tính thế giới văn này đó là trong cái bối cảnh đặc biệt nào đó thì Đức Thế Tôn chọn ra bốn cái này. Nhưng mà mình phải hiểu là tất cả các cái đề tài pháp thoại khác đều như vậy cả. Đấy, tức là phải nhìn mặt mà cho thuốc. Đấy, nhìn mặt mà cho thuốc. Cho thuốc gì? Trước hết là đứa đó là ai? Cho thuốc gì và cho như thế nào? Đấy. Chứ không phải lúc nào chỉ có con bài đó cho hoài, không? Bất kể, thì chẳng hạn trong kinh Đức Phật ngài dạy được gọi là bậc hiền trí đó. Hiền trí ở trong Phật pháp đó, nó gồm có 7 điều kiện: tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri hội, tri độ. Tri nhân là sao? Tức là cái chuyện nhân quả để nghĩa nó rộng, nó hồi bà con khùng, cho nên tôi chỉ lựa cái cách định nghĩa phổ thông. Tri nhân nghĩa là nhìn cái vấn đề mà biết cái này nó sẽ dẫn đến cái hậu quả nào, thì đó gọi là tri nhân. Tức là nhìn nhân mà biết quả, gọi là tri nhân nha.
À, còn còn tri quả là nhìn quả mình biết nhân, có nghĩa là mình biết nhìn biết cái chuyện này nó từ đâu mà đến, à, cái chuyện này nó từ đâu mà đến, rồi cái này hoặc là chuyện này nó sẽ dẫn tới cái hậu quả như thế nào. Nhìn nhân biết quả, nhìn quả biết nhân, thì cái đó được gọi là tri nhân tri quả, nhớ không? Phàm muốn làm những gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, đó gọi là tri quả đó, là vậy đó. Còn tri nhân nghĩa là mình nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới. À, biết nhìn cái này biết cái này, biết cái này phải ngẫu nhiên, trên đời này không có cái gì ngẫu nhiên hết. Nhìn cái này là biết là từ đâu nó tới, là tri nhân. Mà nhìn cái này biết nó sẽ dẫn về đâu, nó là tri quả. Đấy, tri nhân tri quả. Bất cứ chuyện gì trong đời, ngoài trong đạo, ngoài đời đều như vậy cả. Cứ nhìn cái này biết nó từ đâu nó tới, phải truy nguyên nó mới giải quyết vấn đề. Khi mà anh này hiểu được cái nguồn, cái căn cội của vấn đề thì anh đã giải quyết được mấy chục phần trăm, tin tôi đi. Khi mà anh thấy ra được cái căn cội của vấn đề đó là anh đã giải quyết được mấy bị chóe chuồng tâm rồi, nhớ nha. Cho nên nhìn nhân biết quả, nhìn quả biết nhân, đó là hai cái điều kiện tiên quyết để được gọi là một người hiền trí ở trong Phật pháp. Cái thứ ba, tri nhân tri quả rồi tới tri kỷ, biết rõ về bản thân mình, biết mình cần thêm cái gì, bớt cái gì, cần chỉnh sửa cái gì. Chứ còn cái thứ mà được ba mớ mà tưởng mình là cái rúng của vũ trụ là sai, hoặc là suốt đời cứ mặc cảm tự ti cũng sai, tự ti hay là tự tôn đều sai, mà phải biết rõ mình là cái cần thêm cái gì, cần bớt cái gì, mình mạnh cái gì, mình yếu cái gì, biết để mà bỏ cái xấu giữ cái tốt, thẳng tiến về phía trước bằng cái kinh nghiệm của một người điêu khắc, đem về một hòn đá bỏ đi cái thừa, cái còn lại là tác phẩm. Tu hành là một hành trình điêu khắc, nhớ. Đấy, đó là tri kỷ, tức là tự biết mình cần thêm bớt chỉnh sửa cái gì. Tri bỉ là biết cái người đối diện mình là ai, mình cần phải nói năng hành xử như thế nào cho phải phép, cho đúng cách, để không có làm nảy sinh vấn đề, này không gây phản cảm, này nhớ, quan trọng lắm. Biết rõ người đối diện là ai. Chứ còn người oan oan bô bô gặp ai cũng tưởng là đối tượng đó cho mình nổ hết, có trường hợp nó nhiều, gặp ai cũng nổ mà không hề biết rằng cái người trước mặt mình là ai. Cái đó là cái làm sao chữ ngu nặng quá, nhưng mà không có chữ khác nha, kỳ. Có nghĩa là mình phải biết cái người đối diện mình là ai để mình cư xử mà nói năng chứ. Đấy. Như vậy thì tri nhân tri quả, tri kỷ tri bị. Tri thời là biết rằng mỗi việc, mỗi việc làm, mỗi đề tài nói năng phát biểu đều cần đến một cái thời điểm thích hợp lý tưởng, thì đó gọi là tri thời. Biết lúc nào nên làm gì, lúc nào nên nói cái gì, nên nói kiểu nào. Ví dụ như mình có ba cái kiểu nói thì cái lúc nào nên nói kiểu nào, không? Cho nên cái tri thời nó quan trọng lắm, không? Biết lúc nào nên nói cái gì, mà biết lúc nào nên nói kiểu nào, đó gọi là tri thời. Nên làm gì, nên nói gì. Chứ còn mà trong đời sống mình nó có bị để ý cái trường hợp này nhiều lắm, cứ lộn chỗ hoài, thì cái đó không phải là bậc hiền trí, mà bậc hiền trí là đúng chỗ, đúng người, đúng lúc, đúng việc, ha. Rồi cái đó gọi là tri thời đó. Tri hội là biết rõ rằng cái đám đông này, cái tập thể này, cái hội chúng này nó gồm đủ thành phần. Cái tri bỉ là mình biết cái tên trước mặt mình thôi. Này cái người trước mặt mình là ai, mình cần phải làm sao nói nè. Còn cái tri hội này nó phức tạp hơn, bởi vì cái tri bỉ nó có thể là một người, hai người, ba người, năm người, nhưng mà riêng cái tri hội nó là cả một rừng người, nó là một biển người. Thì trong trường hợp đó thì mình phải biết, trong trường hợp này là bây giờ mình không có thể biết rõ từng người trong đây, thì bây giờ một cách tổng quát mình nên làm gì, nên nói gì, nên có cái cốt cách như thế nào, có phản ứng như thế nào trước cái hội chúng mà mình chưa rõ lắm nè. Đó là tri hội đó. Biết cái hội chúng này thì mình chọn ra cái là cái điểm trung bình đó. Mình chọn ra cái điểm trung bình, mình thấy trong đây là cái căn cơ, trình độ, tư cách khác nhau hết. Thì thôi bây giờ mình gom tổng quát, mình lấy cái điểm trung bình đi. Thì cái hội chúng này cần phải được, mình cần phải nói năng như thế nào, cần cư xử như thế nào cho phải phép đối với cái tập thể này, cái hội chúng này, cái đám đông này.
đó gọi là tri hội nha, mà nó khác cái tri bỉ. Bị tri bỉ là mình biết đích xác người ta trước mặt mình là ai, còn cái này là hội là một cái đám đông, mà chỉ là bậc hiền trí mới làm được cái đó. Và cuối cùng là tri độ. Tri độ tức là biết chừng mực. Đấy, biết cái gì cũng biết cái chừng mực. Cái gì thiếu không được, mà dư không được, đủ là tốt nhất. Đủ là tốt nhất, nhớ nha, nha. Từ cái đời sống vật chất cho đến tinh thần, đặc biệt là trong đời sống vật chất mình là tri độ, cứ là biết chừng mực. Biết chừng mực, không phải cái gì thích là cứ nạp, cái nào ghét là cứ đẩy ra là cũng được. Có những cái mình ghét nhưng mà nó cần, có những cái mình thích nhưng mà nó có hại. Cho nên tri độ để người là biết chừng mực, nhớ nha, nhớ. Thì bảy cái này: tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri thời. Tri nhân, tri quả, tri kỷ, tri bị, tri thời, tri hội và tri độ. Thì có được bảy cái này mới là bậc hiền trí. Cho nên trong cái bài kinh này có cái tựa là vụng thuyết. Nếu mà mình không đào sâu, mình thấy bài kinh này, thứ nhất là mình thấy chữ thuyết là mình thấy mắt mới, thì mình ồ cái này cái đám không có tóc. Chứ còn mình có tóc, mình đâu có cần bài kinh này. Sai, sai. Mỗi ngày mình đi ra trường, lớp, công sở, không, ngoài đường, ngoài xá, phố, chợ, mình gặp biết bao nhiêu người. Đấy. Thì cái đề tài nói chuyện của mình nó phải làm sao? Nhất là mình, người ta biết mình là Phật tử. À, mình phải có khả năng hoằng pháp, mình phải có trách nhiệm hoằng pháp. Mặc dù tùy sức, chứ không phải mình đâu có bì được với mấy ông pháp sư giảng sư được, nhưng mà ít ra mình cứ nhớ văn vẳng cái bài kinh này, đối tượng này là ai. Chứ còn mà như tôi nhớ hoài, có cái lần ở bên Mỹ, bây giờ tôi đang ở châu Âu, có lần tôi đang ở bên Mỹ, tôi tới một thành phố gọi là Oklahoma City, thì ở trong cái nhà đó nó có cái ông cụ đó, ông là đạo Phật. Mà ông có vợ, ông là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mình ngày xưa đó. Ông đầu Phật rồi, ông mới đi ra nước, ông mới đi ra, ông đi trước, ông đi ngay mém lọc luôn, và ông kẹt lại. Thì ông qua bên đây thì ông lại có bà sao, mà bà sao là chúa. À, bà sao là chúa, mà ông là bên đạo Phật, mà ông là Phật Bắc Tông, Phật giáo Bắc Tông, còn bà kia là chúa Catholic. Mà sau này ông lãnh hai đứa con qua, mà hai đứa con lại là Nam Tông. À, cũng Phật giáo Nam Tông, còn bố Phật giáo Bắc Tông. Đấy. Thì họ mới mời cái hai đứa con đó, họ mới mời tôi về nhà của ông bố chơi. À, muốn ông bố gặp mặt. Mà cái bà má đó, bà má sao, bà là đại đậu chúa. Mà trời đất ơi, tôi thề đọc, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi giỏi hết trơn, nhưng mà có điều do tôi nhát ấy. Nhờ nhát anh Tâm nó cẩn thận này, nó cẩn thận, cho nên là tôi thấy tôi bước vô, tôi nghe nó giới thiệu sơ sơ rồi, nghe nó nói là bà má sao là chú á, là tôi thấy tôi đã thấy hơi quải rồi. Để vô gặp ông bố là Bắc Tông, nhưng mà bây giờ cái nhà chị nó mấy đảo, quan trọng nhất là từ lúc nó hỏi chuyện qua chuyện lại thì cái hai con nó gài cho tôi nói pháp. Tôi cứ nói nhỏ tôi nói, không phải lúc. Và tôi tưởng họ hiểu, mà không. Lát sau họ còn nói dòng nó cuối cùng họ cái nó móc làm gì nữa. Trời ơi, thần thông, mà nói cái gì mà liên hệ tới thần thông đó, là tôi đã cái lạnh trên sống rồi. Nghe cái chỗ này là mình không có nói được. Sợ cái bạn kia mới nói cái đạo mình đỡ mê tín. Mà đã vậy tôi thấy nghe nó nhắc thần thông rồi, tôi lại tìm cách tôi sàng, tôi lách qua cái vụ khác rồi. Mà cứ ảnh cứ quay lại riết ông con, cứ quay lại riết. Cuối cùng ông móc ra cái này là tôi chết điếng rồi. Trời ơi, nói cái thằng thông đó, rồi nó làm nhiều chuyện ghê lắm, nhưng ngàn bộ chuyện liên đó. Ngay còn đòi là tách cái trái đất này ra để mà lấy cái lấy cái ruột đó cho chữ Tăng dùng ở trong cái lúc mà đối kém. Mà trời đất ơi, cái chuyện đó tôi nói tôi rầu muốn chết luôn, bởi vì ngay cả một cái rừng Phật tử Nam Tông mà tôi còn không có mấy khi mà muốn nhắc tới cái chuyện đó. Bởi vì thiệt, cái chuyện này nó dài lắm, cái chuyện này nó dài lắm. Cái cảm nhận của tôi về kinh điển nó ngộ lắm, không? Mà có một dịp nào đó mà mình đủ thân ấy, thì tôi sẽ kề tai nói nhỏ. Còn có nhiều cái đề tài mà tôi dám la làng là khác. Còn có số đề tài mình phải đủ thân rồi mình mới kề tai nói nhỏ trong một khu rừng vắng mà không trăng không sao. Nên. Chứ còn cái gì ví dụ mình ngại lắm. Mà tôi nhớ tới bây giờ mỗi lần mà tôi mở kinh này mà tôi thấy nhắc đến một kiện liên, nghĩa là tôi nhớ đến ví dụ mà kỳ đó tôi bị lâm nạn ở Oklahoma. Nhớ là cái thì trong kinh vụng thiết là sao, trong kinh này Đức Phật ngài dạy là phải cẩn thận. Mình có thiện chí nhưng mà chắc gì người ta đã có đủ
Cái tâm cơ, cái đạo căn, cái cơ địa để mà đón nhận cái giáo pháp chưa sẵn sàng. Này, ví dụ như cái giáo lý duyên khởi rất là khó nói, rất là khó nói. Thứ nhất, cái hiểu mình nó đủ sâu chưa? Bởi vì cái duyên khởi mình nói theo cái não trạng của người không biết A Di Đà nó nói khác. Mà cái duyên khởi mà nói cho cái người mà có nắm A Di Đà căn bản nói khác. Cái duyên khởi mà nói cho một cái người mù tinh về Phật pháp, mình phải có một cách nói khác. Nội dung thì đương nhiên phải trung thành rồi đó, nhưng mà cái cách mà mình trình bày về duyên khởi, nếu mà một cái tên mà nó dốt đặc mà nó đọc láng thoáng đâu đó về cái 12 duyên khởi mà hỏi mình, thì mình bây giờ mặt nó mình coi nó là loại nào. Nó là cái loại nào, cái loại mà cái bất tông thực sĩ biết lang mang mình nói khác, mà cái thứ mù tịch nó từ ở trong hội trường gia đình mà nó bước ra mình nói khác. Đấy, nó từ ở trong cái nhà thờ Catholic nó bước ra là mình nói khác. Đấy, nó là một cái người dưới trung học của mình nói khác, mà nó đó là cái thằng chuyên sâu vật là toán lý hóa sinh là mình nói khác, phải khác một tí, khác một tí. Bởi vì đó cái tùy người tùy cái não trạng. Đấy, mà cái mức độ tiêu hóa của nó khác nhau. Đấy, bởi vì các vị biết là các cái nhà mà là dinh dưỡng học đó, họ cũng nói rõ, nó nói rõ một chuyện ai cũng biết, đó là một cái miếng ăn, một cái bữa ăn nó gồm có ba giai đoạn. Giai đoạn một là ăn uống, tức là ăn hoặc là uống. Giai đoạn một là giai đoạn ăn uống. Giai đoạn hai là giai đoạn tiêu hóa, có nghĩa là thức ăn nó được bao tử làm việc. Và giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiêu dung, có nghĩa là từng cái thành phần ở trong thức ăn đã được là chuyển tải, được phân giải đầy đủ trong khắp cơ thể. Cái nào là calcium, cái nào là B1, B6, B12, chất sắt, chất magnesium, magnesium, tất cả đều là được phân bố một cách ngon lành. Thì cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiêu dung này, thì ở trong trong cái não trạng của người nghèo pháp, cái chuyện đầu tiên là cái giai đoạn gọi là ẩm thực. Có những thứ mà mình coi nó có vừa miệng của họ không, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cái bao tử mà bao tử tử tâm lý của họ nó đủ để tiêu hóa hay không. Và cái thứ ba là giai đoạn tiêu dung này, có nghĩa là mình phải tính trước trường hợp, nhưng mà mình phải dòm cái mặt mũi của nó coi nó sau khi mà nó nghe cái này xong đó thì nó sẽ có, nó sẽ được cái gì mà nó sẽ bị cái gì. Đây là một chuyện khác, nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha. Cho nên nếu đúng là vì lòng đại bi thì mình phải nghĩ là lết của người nghe. Mình có cái lòng muốn gọi là truyền bá chánh pháp, đó là một chuyện, nhưng mà mình phải nghĩ đến lợi ích của người nghe nữa. Và cái thứ ba thì nghĩ tới mình đừng có để mình phải phí sức hoài công làm cái việc không có lợi ích. Khi mình nói lộn chỗ, nói lộn địa tại nha. Như vậy đây, khi bắt đầu bài giảng, bắt đầu buổi nói chuyện về Phật pháp, mình nghĩ đến ba chuyện. Thứ nhất là đối tượng, họ cần nghe cái gì và mình cần phải trình bày như thế nào. Thứ hai mình là nghĩ đến cái sự gọi là trường tồn suy tồn vong của chánh pháp. Thứ ba là phải nghĩ tới bản thân, liệu coi chừng là mình bị hoài công phí sức mà không có đi gì đâu hết. Và đặc biệt như hồi nãy tôi có nhắc đến cái chuyện gọi là hộ niệm. Hộ niệm nó cũng là một cái kiểu thuyết pháp đó, không? Thì mình nhớ cái lúc đó người ta đã ngáp ngáp rồi, ta yếu là bình thường, là ta còn khỏe mạnh tỉnh táo ngon lành, không? Mà lúc đang yếu thì lúc đó mình càng phải cẩn trọng và lựa cái gì nói cho người ta nghe, cho người ta bớt sợ, bớt đau đớn, bớt tiếc nuối, bớt rây rứt, bớt luyến lưu. Đấy. Còn nếu mình không đủ sức thì thôi. Chỉ còn lúc đó mà mình giống như mình dạng cưỡng bức giáo dục nó không được. Mà bởi vì các vị biết cái tinh thần cao nhất của giáo dục là gì? Là gợi ý chứ không phải là nhồi sọ. Nha, đây là một công thức không riêng gì cái ngành giáo dục mà áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, kể cả tôn giáo. Tức là cái lý tưởng cao nhất của giáo dục là gợi ý chứ không phải là nhồi sọ. Từ cái kiến thức khoa học cho đến kiến thức nghệ thuật đều là gợi ý hết. Phải gợi ý rồi để cho người học trò họ tự đi. Ông thầy nhiều lắm là chỉ dắt học trò tới cửa thôi, cái phần lại lực của nó. Thí dụ như thầy giảng bài là dắt học trò tới cửa, mà học trò nó có hiểu được hay không, hiểu được bao sâu bao rộng thì cái phần là phần của nó, chứ không có ông thầy nào mà đi lấy bài mà nhét vô vô đầu học trò, chỉ nó nghìn triệu năm không bao giờ có, nghe không có.
Cho nên cái lý tưởng cao nhất của giáo dục là gì? Là gợi ý. Mà trong những cái lĩnh vực như là tôn giáo, tâm linh, nghệ thuật cũng như vậy. Không có một cái ông thầy nào, ông dạy học trò điêu khắc, vẽ tranh, chơi nhạc mà ông bằng cái sự nỗ lực của ông biến cái thằng học trò trở thành là một cái người tài gì đó, không có. Ông chỉ dắt đi đến một mức nào đó thôi. Ngay cả trong võ thuật cũng vậy, dạy một võ đường cả trăm thằng võ sinh như vậy, nhưng mà đó, tùy cái cơ địa của mỗi đứa, mà con đứa nó ra nhiều lắm là nó chỉ là nhiều lắm nó sẽ để làm sư huynh huấn luyện viên thôi, chứ nó không thể nào trở thành cao thủ võ lâm, gọi là võ sư, gọi là nhất đại tôn sư được, cũng được. Để cơ địa nó tới đó, ông thầy giúp tới đó nào đó thôi. Ông thầy không thể nào mà dạy cho thằng học trò mình tất cả tình huống để mai này mà nó thực chiến. Sai 1000%, không bao giờ có một thầy nào mà có thể gọi là bày ra tất cả mọi tình huống thực chiến cho học trò. Ông chỉ nhiều lắm nó, ví dụ như ông dạy mấy kỹ thuật cận chiến, giật dao rồi giật tước súng rồi đánh nhau trong một không gian hẹp như thang máy, cầu thang, một vài cái nhẹ nhẹ căn bản, nhưng mà trong cái hoàn cảnh thực chiến bắt buộc học trò nó phải linh hoạt. Trong đạo y chang như vậy, họa sĩ, nhạc sĩ cũng y chang như vậy, y chang như vậy. Có nghĩa là cái gì gợi ý thôi. Lý tưởng cao nhất của giáo dục chính là gợi ý. Nhớ nha, thì ở đây mình hộ niệm cho cái người cận tử cũng vậy. Mình phải coi người nó thở bình sinh họ là người như thế nào là một. Thứ hai, ngay giây phút này họ còn nghe được hay không. Thứ ba, nếu có thể được thì mình có thể gợi ý cho họ, để mà mình gợi ý, mình gợi chuyện họ để coi họ đang trong tình trạng có thể còn nghe được hay không, hay là họ đang muốn yên tĩnh không muốn nghe gì hết. Nhớ cái đó, chứ còn đừng có tưởng là người thân của mình cận tử là phải kinh tụng càng nhiều càng tốt. Sai cái đó, sẽ bé sai cái đó ngàn trùng nha. Sai. Bản thân tôi đó, thì tôi không biết từ ít lâu nữa, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa tôi chết trong cái tình trạng nào tôi không biết. Mình tính ngay bây giờ thì tôi muốn đừng nằm yên, tôi muốn nghe. Đặc biệt là làm ơn đừng cho tôi thấy người vô thâm. Bởi vì cái người, mỗi người nó mang theo một mớ ấn tượng, một mớ kỷ niệm tốt, xấu, mà đa phần là xấu. 99% là xấu. Dù đó là một kỷ niệm ân tình ngọt ngào trong quá khứ, thì đó cũng là cái chuyện xấu. Còn những cái phiền phức gây cấn rắc rối với nhau đâu đó cũng đương nhiên là xấu nha. Cho nên là tốt nhất ngay bây giờ đừng cho tôi thấy ai hết. Nhiều lắm đó là tôi chỉ xin có một người thôi, người ít nói, biết chuyện. Đặng ví dụ như tôi có xin miếng nước thấm môi, tôi xin là tôi hỏi bây giờ mấy giờ rồi này, thí dụ như vậy. Chứ còn mà nghĩ tôi là tu sĩ rồi đè ra bắt tụng rừng răng rừng răng, tôi sợ. Như Hòa Thượng Phước Sơn của Phó Viện Trưởng của Đạo Vạn Hạnh, Hòa Thượng là Phật giáo Bắc Tông. Nhưng mà trước khi mà tịch ấy, thì Hòa Thượng xin các đệ tử thị giả thay nhau mà tụng tới lui xuôi ngược cái bài Kinh Đại Phương Quảng của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. À, cho Hòa Thượng nghe cho đến lúc Hòa Thượng hoàn toàn tắt nghĩ thì thôi. Hoàn toàn tắt nghĩ. Và tôi cũng đọc nhiều để biết rằng ở các xứ quốc giáo trường hợp nó có rất nhiều. Có những vị tăng lúc sắp mất cũng chỉ xin được nghe một bài kinh nào đó mà mình tâm đắc nhất. Chứ không riêng gì trường hợp Hòa Thượng Phước Sơn. Hoặc là trong sử ghi chúng ta biết rằng Ngài Mahinda đó, Ngài Mahinda là con của vua Dục khi mà sang bên Phật Lan hoặc Pháp, sau khi mà gọi là độ được vua rồi đó, vua Đê Qua Nam Pi Yat Thích Sa độ được vua, và vua tổ chức một cái buổi pháp hội cực lớn để cho Ngài thuyết giảng cho cả triều đình và toàn bộ quốc dân đến nghe. Thì lúc đó Ngài cân nhắc. Đấy, Ngài Mahinda Ngài cân nhắc. Ngài là Việt La Hán Lục Thông, Ngài mới nhìn quanh hội chúng, dĩ nhiên bằng cái trình độ của tinh văn thôi. Và Ngài cân nhắc với trình độ Lục Thông và cộng với kiến thức là ba tạng, thì Ngài mới cân nhắc để coi nói gì. Và cuối cùng thì Ngài chọn cái bài kinh Samasutta. Samasutta là kinh
Kinh Đồng Tâm, Sama Sutta là kinh Đồng Tâm. Cái kinh đó có trong Kalama 2 thì bà con coi kỹ cái tại sao mà bài kinh đó được chọn, và bài kinh đó có một lịch sử rất là đặc biệt. Tức là trong chú giải ghi rằng mỗi một vị chánh đẳng giác, mỗi vị Phật tổ thì trong suốt cuộc đời có tối đa là 3 lần đại hội thánh tăng. Và 3 lần đại hội đó phải hội đủ những điều kiện là sao? Tất cả những vị mà về tham dự đó đều là lục thông, phải là La Hán lục thông. Thứ hai, đều là xuất gia bằng cách gọi là ê hí phí khú, có nghĩa là Đức Phật chỉ đưa cái tay ra là tự nhiên râu tóc rụng sạch, y áo tự có, cái cách xuất gia đó. Chứ không phải vị tỳ kheo nào cũng được Đức Phật ngày độ cho bằng cách đó nha. Mình phải gọi là quân tu sĩ kiệp, nhiều đời nhiều kiếp mới được cái kiểu. Đặc biệt là thí dụ dân nghi, mình từng là thí dụ dân nghi thì đời sau thành ra mới được xuất gia cái kiểu đó. Chứ ngày gặp mình, ngày chỉ đưa cái tay, ngày nói hạ tới đây và tu theo Như Lai để diệt trừ đau khổ, thì chỉ câu nói đó thôi, hãy đến đây này tỳ kheo, chánh pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy đến để mà tu tập đoạn trừ đau khổ, chỉ một câu đó thôi. Thì cho nên tất cả chuyện đầu tiên là những cái vị mà về tham dự đại hội đó, chuyện đầu tiên là phải là tỳ La Hán lục thông, thứ hai phải là những vị xuất gia, thứ ba là đặc điểm thứ ba là không, Đức Phật không gọi mà tự về. Đức Phật không gọi mà các vị tự về. Tự nhiên cái giao cảm thầy trò, tự nhiên một cái buổi chiều hôm đó các vị suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu. Tự nhiên họ nghĩ như vậy, thì Thế Tôn đang ở đâu. Và cứ như vậy là kéo về tham dự. Có nhiều vị thì đông lắm, cứ như Đức Thế Tôn mình thì chỉ có 1250 vị thôi. Và trong đời Thế Tôn quá ngắn ngủi, chỉ có 45 năm, cho nên chỉ có một lần đại hội. Chứ trên nguyên tắc thì chư Phật có tối đa là 3 và tối thiểu là 1. Riêng đệ nhất Tinh Văn, cái vị mà đứng đầu Tinh Văn là ngài Sa Lợi Phất. Mỗi Đức Phật đều có một vị đệ nhất, dĩ nhiên tên thì khác nhau nha, tên thì khác nhau, nhưng mà cái trình độ phước báo đức hạnh là everything, là mọi thứ là giống nhau vậy. Cái vị đệ nhất Tinh Văn thì phải có một lần đại hội. Đại hội mà đại hội của Đức Phật là đại hội đức của bậc chánh Phật tổ, là đại hội chư thiên riêng, đại hội Tinh Văn riêng. Còn cái vị đệ nhất Tinh Văn là cái kỳ đại hội này nó là gồm chung, là tứ, là tứ chúng bát bộ. Tứ chúng mà bát bộ, tứ chúng này có nghĩa là tỷ kheo, tỷ kheo ni, tỷ nam tín nữ. Còn bát bộ đây là gồm có chư thiên, dạ xoa, càn thác, bà long dương, gọi là tứ chúng bát bộ đó, thì một gom luôn, lặt luôn, chứ không có tách ra như Đức Phật, Phật tổ. Thì trong cái kỳ, trong cái lần đó là ngài Sa Lợi Phất, ngài có một lần đại hội mà ngài là ngài không có mời, tự nhiên cái ngày đó ngài đi bát xong, dùng cơm xong, ngài theo chân Thế Tôn về chủ trì viên. Thì thế trên đây thì lúc đó Đức Phật ngài mới dạy là này Sa Lợi Phất, chiều nay Sa Lợi Phất hãy đi sang Đông Phương Tự đi. Đông Phương là Bất Param, tại chùa, tại Sapati lúc đó có hai cái chùa lớn, cái chùa Chetavanara là chùa cung cấp cô độc, còn cái chùa thứ hai là chùa Bất Param của Bà Quý Sa Kha. Thì Đức Phật ngài dạy là Sa Lợi Phất hãy đi qua bên Bất Param chiều nay, có duyên sự lớn. Thì ngài nghe là ngài hiểu ngay, ngài hiểu liền, vừa nghe là biết liền, lạy Phật rồi ngài đi. Ngày qua bên đó là ngày gặp vua Pasenadi, rồi cũng cấp cô độc bà Quý Sa Kha, rồi các vị đại tinh văn hàng đầu, tôn túc cao đồ đó, hàng đầu của Đức Thế Tôn ở bên đó, hàng đầu, những vị đệ tử hàng đầu ấy. Thế là rồi lúc đó là chư thiên ở các cõi trong 10.000 thế giới về chầu hầu nghe pháp. Họ nói với nhau rằng hôm nay tôn giả Sa Lợi Phất sẽ thuyết pháp. Tại vì mấy phạm thi họ nói mấy vị nhỏ mới biết. Xong rồi thì ngài sẽ bắt mới nhìn quanh họ chúng, và ngài suy nghĩ đông quá, nói làm sao mà một chài mà gom hết nguyên bầy đây, đông quá, mà nói làm sao mà một chài mà gom hết. Thì lúc đó ngài suy nghĩ với cái trí tuệ của đệ nhất, trí tuệ đệ nhất Tinh Văn, ngài mới quán xét, ngài suy nghĩ. Xong rồi ngài mới là nhập vào cái gọi là đề mục màu xanh. Nhập vào đề mục màu xanh, ngài chỉ chú ý đến màu xanh một cái, và ngài nhập xong rồi ngài mới chú nguyện 10.000 thế giới hải tối mịt trong tích tắc.
Ngài chú nguyện như vậy. 10.000 thế giới hãy tối mịt trong tích tắc. Và sau đó Ngài nhập vào cái đề mục màu trắng, một ánh sáng. Ngài về Ngài chú nguyện rằng sau giây phút đó, đó là hãy, Ngài nói là 10.000 thế giới hãy sáng bừng trong tích tắc. Đúng. Mà tại sao phải có cái đó? Bởi vì không có cái cách nào mà để gây chú ý cho 10.000 vũ trụ đây. Chỉ có cách là làm cho nó tối mịt trong tích tắc thôi. Người ta mới để ý bóng tối. À, sau khi mà nó tối mịt trong tích tắc, khoảng mình nói khoảng 3 nốt nhạc thì ngày dùng ngày tạo ra cái ánh sáng. Thì lúc khi mà mọi người họ chú ý đến cái hiện tượng đó xong thì lúc giờ mọi người cùng lúc nghe được âm thanh của ngài. Và ngài sau khi đã cân nhắc từ nãy giờ đó, ngài chọn cái đề pháp, cái đề tài, cái bài kinh là Samasutta. Tôi cũng không muốn giải thích bài kinh đó đây là vì bài kinh nó có trong Kalama 2 và trước sau thì chúng ta cũng sẽ học tới bài kinh đó, sẽ học bài kinh đó. Phải cân nhắc, các vị thấy nãy giờ tôi kể các vị nghe những cái giai thoại đó, bà con thấy thuyết pháp là phải có cân nhắc. Vì bài kinh đó về sau 236 năm sau thì được ngài Mahinda chọn lại lần nữa để mà thuyết tại Tích Lan trong cái kỳ đại pháp hội mà dành cho vua Devanampiyatissa và triều đình cùng quốc dân Tích Lan, và cũng độ được vô số người chứng đạo nha. Thì tổng chi cái nội dung của bài kinh Vũng Thuyết này là cái gì? Đó là chúng ta trên là mang ơn Phật, dưới là lòng đại bi với chúng sinh, thứ ba đó là vì lợi ích của bản thân, không? Thì chúng ta phải có cái trách nhiệm hoằng pháp, dù là mình là tăng ni cư sĩ, đã có biết bao nhiêu thế hệ trong suốt 2560 mấy năm qua họ đã không ngừng hoằng pháp, cho nên bây giờ mình mới được Phật pháp, và đương nhiên chúng ta cũng phải có trách nhiệm trả cái ơn đó bằng cách là chúng ta cũng tùy sức mà chuyển pháp. Và thuyết như thế nào thì chúng ta phải nhớ cái bài kinh này Đức Phật ngày dạy cái gì. Ngày dạy là bài kinh này phải hiểu hơi sâu chỗ này, là không phải là gặp cái người mà bỏng sẻn mà mình tránh nói về bố thí, không phải, nhưng mà hãy coi chừng gặp người bỏng sẻn mà mình nói có thể là phản tác dụng. Nhớ cái bài kinh này chứ không phải là ngày kia mình đừng nói, là không phải nha. Bài kinh này đọc cho kỹ thì không phải là ngày cấm, mà ngày chỉ nói là coi chừng. Bởi vì sao? Ngày mới có giải thích lý do. Bởi vì có những người ta bỏng sẻn, nhưng mà nếu mà mình thấy được, mình thấy nói, mình có thể xây dựng được thì mình nên nói. Không, họ không có giới mà mình thấy nói mà người ta không có sốc lắm thì mình cũng nên nói. Không, chứ phải nói vậy là mình tránh cái nhược điểm của người ta, là đời này kiếp này người ta lúng sình luôn sao. Nhưng mà ở đây ngày có giải thích cái phần sau tại sao mà không nên nói. Đấy. Thì mình thấy là nếu mà mình nói mà nó không có gây phản cảm, không có gây sốc cho người ta thì cũng nên chứ. Không, tức là theo bệnh mà cho thuốc mà. Nhớ bài kinh này phải học cho nên tỉnh táo một chút nha. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại bà con là tuần sau. Dạ, chúng con tri ân sư và hẹn sư. Dạ rồi. Dạ, sa thú. Dạ, sa thú. Dạ.